Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên từng bước góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, cụ thể hóa việc thực hiện một trong những khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên đi vào hoạt động từ năm 2019. Đến nay, trung tâm thực hiện gần 15.000 thủ tục hành chính. Trong đó, số thủ tục trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt tỷ lệ gần 90%, tiếp đón trên 160.000 lượt công dân đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử trên 100.000 hồ sơ và đã giải quyết đạt 99%. Đến trung tâm dịch vụ của mình thì tất cả đều quy về đây, làm gì cũng thuận lợi hơn, giấy tờ với cả các anh chị cũng giải đáp thắc mắc kỹ càng hơn, hiểu rõ hơn. Hiện tại thì là cái thủ tục liên quan đến hành chính công thì nó rất là linh hoạt. Em có thể nộp online này và em có thể tra cứu cái tình trạng hồ sơ của em ở trên hệ thống. Nó rất là đơn giản và linh hoạt. Thông qua hoạt động của trung tâm, các thủ tục hành chính được công khai minh bạch. Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính được giám sát, kiểm tra đôn đốc và thực hiện nhất quán nhằm bảo đảm tiến độ, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chú trọng và nâng cao với chất lượng của cái bộ phận một cửa của cấp huyện, cấp xã để làm sao để giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh sẽ không còn cái phân biệt địa giới hành chính. Cụ thể người dân và doanh nghiệp có thể giải quyết thủ tục hành chính của cấp tỉnh nhưng cũng có thể là chỉ cần đến cái bộ phận một cửa của cấp xã cũng có thể được tư vấn, hỗ trợ và nộp thủ tục hành chính và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngay tại bộ phận cấp xã. Với tiêu chí sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của trung tâm đã khẳng định được sự hiệu quả, chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức cá nhân, thể hiện thái độ tích cực, cởi mở của chính quyền tỉnh đối với doanh nghiệp và khả năng phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết công việc. Đã làm thay đổi một cách căn bản cái cách thực hiện cái thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, cái việc tiếp nhận hồ sơ rồi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin giúp tiết kiệm cái thời gian, công sức và cái chi phí cho các cái tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện các cái thủ tục hành chính, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh cái cải cách hành chính. Với việc tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng là bước đột phá mới, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, thông minh.